Xin chào các em. Trong chủ đề về tính chất và cấu tạo hạt nhân này, thì thầy giới thiệu về một đề và nội dung sau. Đó là công thức cân đúng cho bán kính của hạt nhân là R bằng 1,2 x 11 trừ 15. Đơn vị là nhân với A mũ trừ mũ 1/3, A số khối, đơn vị là mét. Tính mật độ điện tích của hạt nhân sắt 56 Fe. Thì mật độ điện tích là rho bằng Q chia V. Thì điện tích hạt nhân sắt đây là điện tích là chính là số proton là 6 nhân với 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 chia cho thể tích, là dùng công thức tìm thể tích hình cầu 1/3 pi nhân với R bình phương, thì R chính là 1,2 nhân 10 mũ trừ 15 rồi nhân với căn bậc 3 của số khối A, số khối ở đây là 56, tất cả mũ 3. Hôm nay chúng ta sẽ có đáp án của bài ha. Nhập vào 56 này, nhân điện tích là 10 mũ trừ 19, rồi chia cho 4/3 nhân với pi, rồi nhân với mở ngoặc 1,2 nhân 10 mũ trừ 15 nhân với căn bậc 3 của 56 là số khối của sắt, rồi tất cả mũ 3 ha. Rồi kết quả là sắp xỉ 1,1 nhân 10 mũ 5, tức làm tròn 1 cũng được. Vậy trong những đáp án này thì đáp án B là gần với đáp án chúng ta tìm nhất, tức là bằng 10 mũ 25 coulomb trên mét khối. Rồi, xin chào tạm biệt các em nhé.